Mình sẽ test tiếng kêu luôn cho anh em nghe nhé. Cái này thì Amor. Amor thì nó thiên về cái độ dày anh em nhé. Đấy, tiếng kêu đấy. Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Zipman nhé. Cây Zippo này thì có chủ đề là vua sư tử anh em nhé. Đây, vua sư tử. Cây này là hàng Amor, thì trên đây có cái chữ Amor này. Bên trong giấy hộp thì nó như thế này, có giấy hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Về cái kích thước của cây này thì nó hầu như nó cũng không có khác biệt gì so với những cây khác anh em nhé. Chiều cao nó rơi vào tầm này, tầm khoảng 56.7 anh em nhé. Chiều dày này thì rơi vào tầm 13.4 ly anh em nhé. Còn chiều này thì gần 3.9 cm anh em nhé. Về chất liệu của cây này thì nó bằng đồng thau anh em nhé, đồng thau, hay có tên tiếng Anh gọi là solid black, đồng thau nguyên khối. Chủ đề này là anh em nhìn thấy là cũng biết rồi anh em nhé, vua sư tử. Nó được khắc chìm anh em ạ, khắc chìm theo công nghệ ăn mòn axit nên là rất là bền. Anh em dùng là chắc chắn sẽ không thấy mòn hình này anh em nhé. Trên đây có một con sư tử anh em nhé. Đây. Và bên trên nó có cái vương niệm này anh em nhé. Đây. Thì con sư tử này có một con bướm đang đậu trên cái mắt nó này. Thì mình sẽ zoom một chút lên cho anh em xem nhé. Xem cái độ chi tiết của nó. Đây. Anh em có thể cái ánh mắt của con sư tử nhé. Đấy, rất là dữ dằn như một vị vua luôn. Đấy. Còn ở bên mắt bên này thì có một con bướm đang đậu lên anh em nhé. Đấy, khá là sắc sảo. Bên dưới thì như thế này. Đấy, những cái hoa văn. Đấy, bên dưới đây có những bông hoa này. Đấy. Và bên phải đây thì có những cái bánh răng anh em nhé, những cái bánh răng và đồng hồ. Thì đây là nó thiết kế theo một cái phong cách như thế anh em ạ. Thì chút nữa mình sẽ nói qua về cái phong cách này. Mình sơ lược trước cho anh em xem nhé. Cái bản lề nó thì đây anh em nhé, bản lề kín, có 5 chấu và cầm xăng thì tầm khoảng 1 tuần lễ anh em nhé. Thường thường là tầm khoảng 5 đến 7 ngày, nhưng mà kinh nghiệm của mình chơi Zippo thì mình khuyên anh em tầm khoảng 3-4 ngày anh em châm xăng một lần thì nó sẽ bền trong cây Zippo của anh em nhé. Cái cây này nó khắc kiểu như là 360 độ anh em nhé. Khắc mặt trước này. Đấy, xong rồi nó vắt sang cạnh bên luôn. Đấy, từ cạnh bên đây nó lại vắt sang cái mặt sau. Cái chủ đề ngoài cái vua sư tử này ra thì cái này nó có thiết kế theo cái phong cách này. Anh em để ý nha, cái bánh xe này, đồng hồ này. Đấy, nó như thế này. Thì cái phong cách này người ta gọi là đây, steampunk anh em nhá, steampunk. Thì mình phát âm thì nó hơi không chuẩn cho lắm này, mình nghĩ là không chuẩn cho lắm. Nhưng cái phong cách này á, thì nó là bắt nguồn từ nước Anh anh em nhá. Trong cái thời đại mà máy hơi nước ấy, này, thì cái phong cách này nó thiên về cái kiểu như là bánh xe này, đồng hồ này, này các kiểu như thế. Thì anh em nào muốn xem kỹ hơn về phong cách này thì anh em có thể lên Google nha, anh em gõ chữ này steampunk này, nó như thế này anh em nhá. Ngay lập tức mình sẽ bóc ra cái mặt sau cho anh em xem. Thì mặt sau cũng được khắc chìm anh em nhé. Khắc chìm. Trên đây có chữ Lion này. Đấy. Lion dịch ra tiếng Anh có nghĩa là sư tử anh em nhé. Còn Lion King là vua sư tử. Cây này nó thuộc cái dòng Amor. Thì như anh em biết là cái dòng Amor thì nó vỏ nó sẽ dày hơn anh em nhé. Dày hơn tầm khoảng 1,35 cho đến gần 1,5 lần bình thường. Cây này được sản xuất năm 2021. Đấy. Chữ rất là sắc sảo. Những cái dòng chữ này thì anh em dùng chắc chắn sẽ không bao giờ mòn được cái hình này. Mình sẽ test tiếng kêu luôn cho anh em nghe nhé. Đây. Cái này thì Amor. Amor thì nó thiên về cái độ dày anh em nhé. Đấy, tiếng kêu đấy. Tiếng kêu của dòng Amor thì nó sẽ trong hơn. Ok. Thì ruột bên trong có màu vàng và rất là cứng cáp anh em nhé. Anh em mua hàng ở Zip Ô Zipman thì yên tâm đi, nó rất là cứng cáp và sẽ hầu như không có cái trường hợp bị dơ như răng ông lão anh em nhé. Tại vì mình chọn hàng rất là kỹ. Đấy. Bên trong thì nó màu vàng như thế này. Để mình bóp thử cho anh em. Đấy, rất là dày dặn luôn và cứng cáp. Ít dơ lắc. Ok, thì đi về cái mộc đáy. Mộc đáy cây này thì mình xoay lại một chút. Mộc đáy và ruột nó là trùng năm 2021 anh em nhé.
và cái chữ cái ABC EFGH thì tất nhiên là thường là lệch nhau mấy tháng, không quan trọng. Ruột này bằng thép chuyên dụng không gì anh em nhé, có màu bản chất của nó có màu trắng, sau nó được xi màu vàng. Đấy. Còn cái vỏ này thì là bằng đồng nguyên khối, trông như một thỏi vàng luôn. Khi mà mình zoom lên thì cổ đá cao anh em nhé, cổ đá cao bằng đồng. Đấy. Hàng xịn nó có đặc điểm như thế. Ngoài ra bánh xe thì cắt xéo sâu, đấy, hình caro rất là đẹp mắt và bình bén. Đấy. Sợi tim thì có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh anh em nhé. Sợi tim có hàng xịn thì nó thanh mảnh thôi. Búa thì nó cái búa bằng gang và nó rất là mịn. Đấy. Châm xăng vào đây. Hiện tại cây này ấy, thì xuất sẽ ship COD anh em nhé. Hàng đến nơi rồi anh em kiểm tra hàng đúng hàng như trong video này, rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé. Cây này shop sẽ bảo hành trọn đời cho anh em về cái lỗi như là gãy lưới gà này. Đấy, anh em mua chỗ khác gãy lưới gà anh em đi thay ấy, thì tầm hết khoảng 150.000. Shop Zipman thì bảo hành miễn phí cho anh em. Ok, cây này thì hiện tại shop đang phân phối sale giá còn 1.400.000 thôi anh em nhé, chỉ 1.400.000 thôi. Một siêu phẩm rất là đẹp. Anh em muốn lấy cây này thì nhanh tay alo cho số điện thoại bên dưới màn hình nhé. Còn mã số sản phẩm thì mình đánh dấu trên đây rồi. Vâng. Anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Cần gì thì cứ lên Google và chữ zipman.vn. Vâng, xin kính chào tạm biệt.